Thầy An mến chào các em học sinh. Thì ở video này chúng ta sang dạng 6 bài tập nâng cao. Thì đây là những bài khống chế đến 10. Bài 1. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho câu A n cộng 6 chia hết cho n cộng 1. Câu A, ta có n cộng 6 chia hết cho n cộng 1. Thì cơ sở lý thuyết để làm bài này là chúng ta có nếu mà A chia hết cho cho N, B cũng chia hết cho N. Thì từ đây chúng ta suy ra A cộng B sẽ chia hết cho N. Được chưa? Và thậm chí nếu A lớn hơn B thì chúng ta cũng suy ra được A trừ B sẽ chia hết cho N. Đó, thì bây giờ bài này chúng ta sẽ dùng cái tính chất đó. Mình thấy nè, ở đây là N cộng 1, ở đây là N cộng 6 ha. À, thì chúng ta sẽ phân tích n cộng 6 thành n cộng 1 rồi cộng 5 nữa. Đồng ý không? n cộng 6 chính là n cộng 1 rồi cộng 5 nữa là n cộng 6. Sẽ chia hết cho n cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta nhóm hai bằng này lại. Đó. Được chưa? Rồi mình thấy nè, n cộng 1 thì hiển nhiên thì nhóm lại cho các em dễ thấy ha n cộng một thì hiển nhiên chia hết cho n cộng một đó do đó để cho cái tổng này mà chia hết cho n cộng một á thì số 5 nó phải chia hết cho n cộng một tụi em nắm được không nè đây n cộng một thì hiển nhiên chia hết cho n cộng 1. Cho nên để cái tổng này mà chia hết cho n cộng 1 á, thì số 5 nó phải chia hết cho n cộng 1. Được chưa? Đó, thầy suy ra. Suy ra là số 5 nó phải chia hết cho cho n cộng 1. Đó. Từ đây mình suy ra. Số 5 mà chia hết cho n cộng 1 có nghĩa là n cộng 1 nó phải là ước của số 5. Đúng không? Mà số 5 là số nguyên tố nên nó chỉ có hai ước. Đó là 1 và 5. Như vậy thì để mà 5 nó chia hết cho n cộng 1 á. Thì n cộng 1 của chúng ta nó phải bằng 1. Hoặc n cộng 1 của chúng ta nó phải bằng 5. Đồng ý không? Từ đây mình suy ra, n bằng thì n cộng 1 bằng 1 thì n sẽ bằng bằng 0 đúng không n bằng 1 trừ 1 bằng 0 hoặc n cộng 1 bằng 5 thì chúng ta suy ra n sẽ bằng bằng 4 5 trừ 1 bằng 4 còn nhẩm nhanh này mình nghĩ số nào cộng 1 sẽ bằng 5 số đó là số 4 số nào mà cộng 1 bằng 0 Số nào cộng 1 bằng 1? Sorry. Số nào cộng 1 bằng 1? Số đó là số 0. Đó, mình làm vậy chứ nhanh. Kết luận thôi. Vậy, N bằng 0 hoặc N bằng 4 là giá trị tăng tiền. Ok chúng ta xong câu A chúng ta sang câu B ta có 4N cộng 9 chia hết cho 2N cộng 1 thì câu B na ná giống câu A nhưng mà hơi khó hơn nha khó hơn thì mình cũng làm giống như câu A, câu A vậy. Nè, chúng ta sẽ tách bạn này ra. Nè, tách bạn này ra. Thành hai gọi là thành hai số hạng. Trong đó có một số hạng chia hết cho bạn này. Được chưa? Tách bạn này ra thành hai số hạng. Có một số hạng chia hết cho bạn này. Đây. Thì mình thấy này, 4N nó gấp 2N gấp 2 lần. Đúng không gấp hai lần nè 2n cộng 1 nếu bây giờ chúng ta nhân bạn này cho hai nhân bạn này cho hai thì lúc này chúng ta được là 4 n cộng cho 2 đồng ý chưa 4n cộng 2. 4n này đó cho nên từ đây chúng ta sẽ tách bạn này 4n cộng 9 chúng ta sẽ tách thành 4n cộng 2 rồi cộng cộng 7 được chưa 4n cộng 2 cộng 7 là thành 4n cộng 9 đó chia hết cho 2n cộng 1 rồi bây giờ chúng ta sẽ nhóm bạn này lại đó được chưa nhóm bạn này lại và lúc này đây là số hạng này là chia hết cho 2n cộng 1 này Nè, số hạng này chia hết hai n cộng một này vì sao đây chúng ta có a nhân b cộng a nhân c thì sẽ bằng a nhân cho cho b cộng c được không như vậy thì bài này 4 n cộng 2 chính là 2 nhân 2 n cộng 2 nhân 1. đó a đây a đây được chưa a nhân b cộng a nhân c thì chúng ta sẽ viết thành a nhân cho b b này c này b cộng cộng c. Được không? a nhân b cộng a nhân c sẽ bằng a nhân cho b cộng c. Đó. Vậy a nhân b cộng a nhân c sẽ bằng a nhân cho b cộng c. Ok chưa? Đó, thế là bạn này chúng ta sẽ viết được thành hai nhân cho 2n cộng cho 1 cộng 7 chia cho chia hết cho 2n cộng 1. Đó, lúc này mình thấy nè, ở đây là 2n cộng 1. Ở đây là 2n cộng 1. Đó. Mình có được điều gì? Các em chú ý là nếu mà a chia hết cho cho n thì chúng ta suy ra tích của a nhân b cũng chia hết cho cho n. Đó, với A, B là số tự nhiên nha. Đó, nếu A chia hết cho N, thì cái tích này cũng sẽ chia hết cho N. Đó, như vậy thì rõ ràng, 2N cộng 1 thì chia hết cho 2N cộng 1. Cho nên là cái tích 2 nhân cho 2N cộng 1 cũng sẽ chia hết cho 2N cộng 1. Đó. Số hạng này chia hết cho 2N cộng 1, để cái tổng này chia hết cho 2N cộng 1 thì 7 nó cũng phải chia hết cho 2n cộng 1. Được không? Đó. Từ đây chúng ta suy ra số 7 của chúng ta nó phải chia hết cho 2n cộng 1. Đó. Lý do nè. Vì 2 nhân cho 2n cộng 1 thì chia hết cho cho 2n cộng 1. Thì nó lại 2n cộng 1 thì hiển nhiên chia hết cho 2n cộng 1. Cho nên là cái tích này sẽ chia hết cho 2n cộng 1. Rồi bây giờ đây là một số hạng, số hạng, số hạng, đúng không? Số hạng này chia hết cho 2n cộng 1. Cho nên để cái tổng này chia hết cho 2n cộng 1 á, thì số 7 nó cũng phải chia hết cho 2n cộng 1. Đây, 7 nó phải chia hết cho 2n cộng 1. Ok không? đây a chia hết cho, cho n và a cộng b chia hết cho n thì b nó phải chia hết cho n được không a chia hết cho n mà cái tổng này chia hết cho n thì b nó cũng phải chia hết cho n bảy mà chia hết cho hai n cộng một Điều này xảy ra khi 2n cộng 1 nó là ước của 7. 7 là số nguyên tố, nó chỉ có hai ước là 1 và 7. Từ đây mình suy ra là 2n cộng 1 nó phải bằng bằng 1. Hoặc 2n cộng 1 nó sẽ bằng 7. Đó. Được chưa? 2n cộng 1 nó phải là ước của 7 thì 7 nó mới chia hết được, đúng không? Đó. Từ đây chúng ta giải ra 2n cộng 1 mà bằng 1 thì từ đây mình suy ra 2n phải bằng bằng 0 đúng không? Vì 0 cộng 1 mới bằng 1. Hoặc 2n cộng 1 bằng 7 thì 2n phải bằng bằng 6 vì 6 cộng 1 bằng 7. 2n có nghĩa là 2 nhân n 2 nhân n mà bằng 0, điều này xảy ra khi n bằng 0. 2 nhân 0 thì mới bằng 0. 2 nhân n bằng 6 thì rõ ràng n chúng ta phải bằng 3 vì 2 nhân 3 bằng 6. Đó mình giải vậy nhanh hơn. Nhanh hơn là thừa số, thừa số tích, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia thừa số đã biết à, lâu lắm. Rồi chúng ta xong rồi. Kết luận thôi. Vậy n bằng 0, hoặc n bằng 3 là giá trị cần tìm. Ok. Chúng ta xong bài 1. Chúng ta sang bài 2. Bài 2 là một dạng nâng cao khác. tìm cặp số tự nhiên x, y biết câu a, câu a ta có x cộng năm nhân cho người ta không ghi gì là mình hiểu là dấu nhân nhân cho y trừ ba sẽ bằng 15. thì bài này à, không biết làm thì nó khó chứ còn à, sau khi thầy phân tích thì các em sẽ thấy là nó không có khó. Đây các em, thầy phân tích bài nè. Mình biết rằng á là 15 á là bằng 3 nhân 5. Đó, đồng ý không? 3 nhân 5 bằng 15. Hoặc là 5 nhân 3 bằng 15. Đúng không? hoặc là 1 nhân nhân cho 15 sẽ bằng 15. Hoặc là 15 nhân 1 bằng bằng 15. Ok chưa nè? Hết chưa? Hết rồi. Đó thì từ đây nè. Mình thấy nè. Cái cộng này nhân với cộng này bằng 15. Điều này xảy ra khi cái cộng này bằng 3 cấm này bằng 5 đó hoặc là cấm này bằng 5 cấm này bằng 3 hoặc là cấm này bằng 1 cấm này bằng 5 15 và cuối cùng hoặc cấm này bằng 15 cấm này bằng 1 thì nhân với nhau sẽ bằng 15 được chưa rồi mình xét từng trường hợp này thứ nhất là cấm này bằng 3 cấm này bằng 5 thì nhân với nhau sẽ bằng 15 cấm này là mình thấy x cộng 5 bằng 3 à, không được đúng không không thể xảy ra trường hợp này được chưa bởi vì ít đây của chúng ta là số tự nhiên nha số tự nhiên thì lúc này x cộng 5 không thể bằng 3 được đó cho nên là trường hợp này không xảy ra tương tự như vậy trường hợp này x cộng 5 bằng 1 y trừ 3 bằng 15 thì x cộng 5 bằng 1 cũng không xảy ra bởi vì x là số tự nhiên số tự nhiên nhỏ nhất là không 0 cộng 5 thì bằng 5, chứ không thể nào bằng 1 được. Cho nên trường hợp này cũng không xảy ra. Đó, như vậy chúng ta còn hai trường hợp này. Có nghĩa là x cộng 5 của chúng ta phải bằng 5 và y trừ 3 phải bằng 3. Được không? Đây. Bây giờ mình trình bày nè. Đây là thầy giảng cho các em hiểu. Bây giờ mình trình bày nè. X cộng 5 nhân y trừ 3 bằng 15. Điều này điều này xảy ra khi nè, điều này xảy ra khi khi nào? Khi x cộng 5 của chúng ta nó bằng 5. Và y trừ 3 nó bằng bằng 3. Đó, được chưa? Tổng này bằng 5. Hiệu này bằng 3. Thì lúc này 5 x 3 sẽ bằng 15. Đó. Hoặc Hoặc gì? Hoặc là x cộng 5 bằng 15. Y trừ 3 bằng 1. Đó. Thì lúc này 15 x 1 cũng bằng 15. Được chưa? Hoặc x cộng 5 sẽ bằng 15. Và y trừ 3 sẽ bằng 1 lúc này 15 nhân 1 sẽ bằng 15. Đó. Chỉ có hai trường hợp này. Là thỏa mãn ha, à, còn hai trường hợp này loại rồi. Đó. Từ đây chúng ta suy ra thì mình hãy làm là đây là à, số hạng số hạng tổng muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ở đi số hạng đã biết, được chưa? Làm như vậy lâu lắm. Mình làm như vậy nhanh hơn này. Số nào cộng với 5 thì bằng 5? Số 0, 0 cộng 5 thì mới bằng 0. 0 cộng 5 thì mới bằng 5, được chưa? Đó, như vậy nhanh hơn. Công bản này. Số nào trừ 3 thì bằng 3? Số đó là số số 6, 6 trừ 3 thì mới bằng 3. Đó, làm vậy rất là nhanh các em. Hoặc Rồi bạn này Số nào cộng 5 thì bằng bằng 15? Số nào? Số 10 đúng không? Còn bạn này, số nào trừ 3 thì bằng 1? Số 4. Rồi xong rồi. Kết luận thôi. Vậy các cặp x y thỏa yêu cầu bài toán là x bằng 0 y bằng 6 à, và x bằng 10 y bằng 4 đó chúng ta có hai cặp này rồi thông tin bây giờ mình thử lại x bằng 0 y bằng 6 này 0 cộng 5 thì bằng 5 y bằng 6 6 trừ 3 là bằng bằng 3 5 x 3 15 được chưa trường hợp thứ hai là x bằng 10 y bằng 4 10 cộng 5 là 15 4 trừ 3 là bằng 1 15 x 1 bằng 15 Đó Như vậy là chúng ta đã Thử lại đúng đúng không Rồi Mình xong câu A Bây giờ chúng ta sang câu B Câu B cũng tương tự như vậy Ta có x cộng 3 Nhân cho x cộng y trừ 5 bằng 7. Đây. 7 là số nguyên tố đúng không? Thì mình thấy nè, 1 nhân 7 thì sẽ bằng 7. Hoặc là 7 nhân 1 sẽ bằng 7. Hết đúng không? Hết. Như vậy thì điều này nó xảy ra khi thằng này bằng 1, thằng này bằng 7 Hoặc là thằng này bằng 7, thằng này bằng 1 Thì nhân với nhau mới bằng 7 được Đó Mà mình thấy là x cộng 3 nó không thể bằng 1 được Được chưa? Bởi vì x đây là số tự nhiên Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0 0 cộng 3 thì nó cũng bằng 3 Cho nên thằng này không thể nào bằng 1 được Cho nên trường hợp này không xảy ra Đó Mình chỉ có mỗi trường hợp này thôi được không? Có nghĩa là x cộng 3 bằng 7 và x cộng y trừ 5 sẽ bằng 1. Đây. Từ đây mình suy ra là x cộng 3 của chúng ta bằng 7 và x cộng y trừ 5 sẽ bằng 1. Rồi, bây giờ mình giải nè. Số nào cộng 3 thì bằng 7, số 4 đúng không? Suy ra x bằng 4. Đó. 4 cộng 3 bằng 7. Giờ làm sao tìm y? Mình đã tìm được x bằng 4 mình thế vào đây. Thế vào đây. 4 cộng cho cho y trừ 5 bằng 1. Đó, nếu mà giờ mình muốn làm nhanh á thì làm như sau. x bằng 4 nè. Làm nhanh á thì nhẩm như thế này Số nào trừ 5 thì bằng 1 Số 6 đúng không 6 trừ 5 sẽ bằng 1 Như vậy thì 4 cộng y sẽ bằng 6 4 cộng y bằng 6 á, Thì y sẽ bằng 2 Đồng ý chưa Đó. 6 trừ 5 bằng 1 4 cộng 2 bằng 6 Thì y của chúng ta sẽ bằng 2 Đó. Đó, làm như vậy rất là nhanh. Còn nếu mà bình thường các bạn không biết cách đó thì mình làm thế nào? Nè, 4 cộng y trừ 5 bằng 1. nha thì nhóm hai bạn này lại cho các bạn thấy nè. Đó, đây là số bị trừ, số trừ hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng cho số trừ. Đó, từ đó mình có 4 cộng y bằng 1 cộng 5 thì bằng 6 số hạng số hạng tổng muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết đó và cuối cùng chúng ta được 6 trừ 4 bằng 2 được không đó làm thế này nó rất là, là dài dòng ha làm theo cách đầu của thầy rồi chúng ta xong rồi kết luận thôi vậy ít y bằng x bằng 4 nè, y bằng 2 nè là giá trị cần tìm. Ok. Chúng ta xong bài 2. Bây giờ chúng ta sang bài 3. chứng minh rằng cái thằng này chia hết cho cho 7 thì nếu mà dùng máy tính á thì thực chất là chúng ta bấm máy tính cái bạn này chia hết cho bảy được chưa nhưng mà ý của tác giả là à, không phải như vậy đâu được chưa đây ý của tác giả như sau ta có 5 mũ 5 trừ cho 5 mũ 4 cộng cho 5 mũ 3 thì sẽ bằng. Các em chú ý nè. Mình có A mũ N nhân cho A mũ M bằng A mũ N cộng M. Ok không Như vậy thì 5 mũ 5 chính là 5 mũ 3 nhân cho 5 mũ 2. Đó, nhìn nè, 5 mũ 3 nhân 5 mũ 2 thì bằng 5 mũ 3 cộng 2 là 5 mũ 5. Ok chưa? Trừ nè, 5 mũ 4 chính là 5 mũ 3 nhân cho 5 mũ 1. 5 mũ 1 chính là 5. Được không? 5 mũ 1. 5 mũ 3 nhân 5 mũ 1 là chúng ta được 5 mũ 3 cộng 1, đoạn 4. Và tiếp theo 5 mũ 3 chính là 5 mũ 3 nhân cho 1. 5 mũ 3 nhân 1 thì cũng chính là 5 mũ 3. Được chưa? Đó, thầy vừa sử dụng công thức này. Rồi tiếp theo này, mình có A nhân B trừ A nhân C cộng A nhân D thì sẽ bằng A nhân cho B trừ C cộng cộng D. A, A, A này, chúng ta lấy ra ngoài. Được không? Đó, thì bài này, A này, 5 mũ 3 này, 5 mũ 3 này, 5 mũ 3 này, đó. Được chưa? Trên lúc đầu thầy thấy trước là thầy lấy thầy sẽ lấy 5 mũ 3 ra ngoài. Nhưng mà thầy làm như vậy các em không hiểu cho nên thầy mới phân tích các bạn này ra để nó có dạng là a nhân b trừ a nhân c cộng a nhân d. Được không? Và lúc này chúng ta lấy 5 mũ 3 ra ngoài. Trong mặt chúng ta còn 5 mũ 2 trừ 5 cộng 1 và bằng 5 mũ 3 nhân cho bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc à mình tính trong ngoặc này. 5 mũ 2 là là 25. 5 mũ 2 là 5 nhân 5 là 25. 25 trừ cho 5 là mình được 20, 20 cộng 1 là là 21. Đó. Thì ở bài trước mình có trao đổi với nhau là nếu a chia hết cho n thì suy ra a nhân b cũng sẽ chia hết cho n với b là một số tự nhiên ha rồi như vậy thì tới đây mình thấy nè 21 thì rõ ràng chia hết cho 7 đúng không đó vì số 21 thì chia hết cho 7 suy ra 5 mũ 3 nhân cho 21 cũng sẽ chia hết cho cho 7. Vậy kết luận 5 mũ 3 nhân 21 chính là bạn này đúng không? Vậy 5 mũ 5 trừ 5 mũ 4 rồi cộng cho 5 mũ 3 chia hết cho chia hết cho 7. Đó. Thì cái đề này đúng ra là phải nói là À, không thực hiện phép tính à, không thực hiện phép tính hãy chứng minh rằng bạn này chia cho bảy đó như như vậy mới đúng ha chứ còn nếu mà để như thế này thì các bạn bấm máy tính cái bạn này thì mình ra một số đúng không thì mình thấy là số đó chia hết cho bảy nên suy ra cái biểu thức này chia hết cho bảy đó nên đúng ra phải ghi là không thực hiện phép tính hãy chứng minh rằng thì nó mới hợp lý đối với câu A. Ok, em nắm được câu A không? Chúng ta xong câu A ha. Rồi bây giờ chúng ta sang câu B. Câu B ta có AB cộng BA bằng Chứng minh rằng AB cộng BA thì chia hết cho 11. Thì người ta ghi AB gạch trên đầu. Người ta ghi AB gạch trên đầu. Có nghĩa là đây là một số có hai chữ số. Được chưa? Đây là một số có hai chữ số. Đây cũng vậy, một số có hai chữ số. Ví dụ như là số 24 đi 24 Chính là bằng 2 Nhân 10 Cộng 4 Đồng ý không Đó. Số 37 đi 37 là bằng 3 Nhân 10 Cộng 7 Được không Như vậy thì Số AB của chúng ta Thì sẽ bằng A nhân 10 Cộng Cộng B Đó, Các bạn đồng ý không A nhân B là bằng a nhân 10 cộng b. Đó, 37 là bằng 3 nhân 10 cộng 7. a nhân b sẽ bằng a nhân 10 cộng b. Đó, a nằm ở hàng chục mà chúng ta phải nhân 10. Ok không? Đó, a nhân 10 hay nói cách khác là 10 nhân a cộng b. Đó, các bạn rõ chỗ này không? AB gạch trên đầu sẽ bằng 10 nhân a cộng b. Trong đó ab là một số tự nhiên ha. Đó, như bạn như vậy thì bạn này Chúng ta sẽ viết thành là AB gạch trên đầu sẽ bằng 10A cộng B. Đó thầy vừa phân tích ở đây ha, thầy vừa phân tích đây. Tương tự như vậy, số này số này sẽ là 10B cộng A, đúng không? B nằm ở hàng chục mà nên giá trị của nó phải nhân cho 10. 10B cộng cho cộng cho A. Rồi bây giờ thầy bỏ ngoặc ra nha, bỏ ngoặc ra. Thầy có là 10a cộng b, dấu ngoặc này để chi? Để cho người ta thấy rằng là mình đã tách tách bạn này ra thành bạn này nè. Đó. Còn bạn này mình tách ra thành bạn này. Cộng cho 10b cộng a. Rồi thầy thực hiện việc giao hoán ha thì giao hoán a thì đưa lên với a này nè thì được 10 a cộng cho a thì đưa lên đưa lên này a rồi tới 10 b cộng cho b thì giao hoán là sao cho b rồi tiếp theo sau nữa các em chú ý là a đây chính là là một nhân a đúng không A chính là 1 nhân A Thì mình học nè A nhân B cộng A nhân C Thì sẽ bằng A nhân cho B cộng C Đúng không? Đồng ý không? Hay nói khác là 10 cộng 1 là 11 Đó A nhân 11 chính là Là 11 nhân A Được chưa? Hoặc là mình hiểu đơn giản làm thế này mới nhanh nè. 10 chữ a cộng với 1 chữ a nữa nha, 10 chữ a cộng với 1 chữ a thì chúng ta được 11 chữ a. Tương tự như đây. Đây là nhóm lại ha, nhóm lại cho nó rõ. 10 chữ b cộng với chữ b nữa là mình được 11 chữ b, đó, được không? 10 chữ b cộng với 1 chữ b là mình được 11 chữ b. Và lúc này mình thấy 11, 11 nè. Đó. Thì mình sẽ lấy được 11 ra ngoài đúng không? Cái này lớp 5 mình đã học rất là nhiều rồi đúng không? Lấy 11 ra. Chúng ta được A cộng B. Trong mặt là A cộng B. Đó. Lúc này rõ ràng số 11 thì chia hết cho 11. Đúng không? Số 11 thì chia hết cho 11. Do đó cái tích này sẽ chia hết cho cho 11. Được chưa? Điều phải chứng minh. Đó, chúng ta đã chứng minh cái tổng này bằng 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 và cuối cùng là chia hết cho 11. Như vậy là chúng ta đã xong câu A. À xong câu B, sorry các em. Xong câu B. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu C. Đó, câu C hoàn toàn tương tự như câu B mà nó hơi khó hơn một xíu, nâng cao lên. Tương tự như vậy các em. ABC cộng BCA cộng CAB bằng Đây, thì nói lại một xíu. Đây là một đây có cái dấu gạch trên đầu thì đại diện cho một số có có ba chữ số. Ví dụ như số 247 đi. Thì số 247 chúng ta sẽ phân tích thành là 2 nhân 100, đúng không? 2 nhân cho 100 cộng cho 4 x 10 cộng 7. Đó, cái điều này là mình đã học ở lớp 4 rồi đúng không? Lớp 4. Được không nè? Như vậy thì ABC thì sẽ bằng A nhân 100 cộng B nhân 10 và cuối cùng là cộng, cộng C. Đó, các em đồng ý không? A nằm ở hàng trăm thì mình nhân cho 100, B nằm ở hàng chục nhân 10, C nằm ở hàng đơn vị không nhân. A nhân 100 hay viết cho đẹp là chúng ta viết 100A. Đó. B nhân 10 hay là 10B và cuối cùng cộng C. Ok không? Đó đây. ABC là bằng 100A cộng 10B cộng C. Đó. Mình nhóm này để nói lên nói cho người đọc biết rằng là chúng ta đã tách cái số này ra thành số này. Tương tự như vậy, BCA B nằm ở hàng trăm thì 100B cộng c c nằm ở hàng chục là 10c cộng cộng a và cuối cùng bạn này cab sẽ là 100c cộng cho a nằm ở hàng chục 10a và cuối cùng là cộng b. Đó, ok. Rồi đây là bài tập à, nâng cao ha. Cho nên là bây giờ chúng ta không cần trình bày quá chi tiết đâu. Mình không cần bỏ mặt đâu. Bây giờ chúng ta có thể à, tính nhanh luôn. nha Mình nhìn nè. Bởi vì nó giống như cô B đó. 100A cộng cho 10A. Nha. 100A cộng 10A là chúng ta được 110A. Đúng không? 110A cộng cho A nữa là mình được 111A. Đó, đồng ý không? Rồi tiếp theo. Đây, 100B cộng cho 10B là mình được 110B. 110B cộng 1 nữa là mình được 111B. Đó và tương tự như vậy. 100C cộng cho 10C là mình được 110C. 110C cộng cho C nữa là mình được 111C. Ok chưa? Lúc này mình thấy nè, 111 này, 111 này, 111 này. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 111 ra ngoài, trong mặt chúng ta còn A cộng B cộng C, được chưa? Lấy 111 ra. Mình còn A cộng B cộng C. Cái này là mình học đã học ở lớp 5 đúng không? Và các em chú ý rằng là 111 thì chia hết cho 37. Nha. 111 chia cho 37 thì chúng ta được được 3. Ok không? Vậy 111 chia hết cho cho số 37 nha. Cụ thể là nó bằng 3 đó. Nên chúng ta suy ra 111 nhân cho A cộng B cộng cộng C sẽ chia hết cho chia hết cho 37 Được không? Vậy 111 A cộng B cộng C chính là bạn này đúng không? Đó, vậy ABC cộng BCA cộng CAB thì sẽ chia hết cho cho 37 đều phải chứng minh ok ok con d chúng ta xong bài ba rồi chúng ta sang bài bốn chúng ta sang bài cuối cùng ha bài bốn câu a oh ở đây số a người ta cho nhầm nha ở đây không phải câu a a đây nè à, đề bị nhầm thôi cho a bằng 3 nhân 3 mũ 2 à sorry 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng chấm 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 này chúng ta hiểu là cộng cho 3 mũ 4 cộng cho 3 mũ 5 cộng 3 mũ 6 cộng 3 mũ 7 cộng 3 mũ 8 vân vân mãi cho đến 3 mũ 101 cộng cho 3 mũ 102. Cho biểu thức A của chúng ta bằng cái này. Câu A chứng tỏ rằng A chia hết cho 4. À, khó đúng không? A chia hết cho 4. Thì như mình đã nói ở những bài trước, thì nếu mà chúng ta có N chia hết cho cho 4, thì suy ra N nhân cho M cũng sẽ chia hết cho 4. Với M là một số tự nhiên nha. Đó. một thừa số của tích mà chia hết cho 4 thì cái tích đó sẽ chia hết cho 4. Đó. Cho nên là bài này hiển nhiên là chúng ta không thể nào mà mình cộng hết lại được đúng không? Máy tính tính cũng không nổi nữa đó. Máy tính cũng không thể nào mà cộng hết cái này lại được. Cho nên là mình sẽ bằng cách nào đó mình sẽ phân tích cái cái tổng này thành 4 nhân với một một số nào đó. Được chưa? Đó, chúng ta phân tích bằng 4 nhân số nữa Thì mình nhìn thấy nè Cái máu chốt là chỗ này nè các em 3 cộng 3 mũ 2 3 cộng 3 mũ 2 3 chính là 3 nhân 1 3 mũ 2 chính là 3 nhân 3 Đó, mình thấy nè A nhân B cộng A nhân C Thì mình biết là bằng A Nhân cho B cộng C Là 1 cộng cộng 3 Đó, các em thấy không? 1 cộng 3 chính là 4, đúng không? Đó, nó xuất hiện số 4 đó. Nó xuất hiện số 4. Thì lúc đó nó sẽ chia hết cho 4. Ok chưa nè. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ phân tích như sau. À. Câu 2 ha. Ta có biểu thức A của chúng ta bằng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng chấm 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 có nghĩa là 3 mũ 4 cộng chấm 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 ha cộng cho 3 mũ 101 cộng cho 3 mũ 102 được không bằng đây bây giờ mình sẽ nhóm hai bạn này lại ha 3 cộng cho 3 mũ 2 cộng cho bạn này là 3 mũ 3 cộng cho 3 mũ 4 được chưa cộng chấm 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 cộng cho nhóm 3 mũ 101 cộng cho 3 mũ 102. Ok. Đó, 85 chấm có nghĩa chỗ này là 3 mũ 5 cộng 3 mũ 6 đóng hoặc mở ngoặc 3 mũ 7 cộng 3 mũ 8 đóng ngoặc ha. À. Còn nữa. Rồi, như chúng ta vừa phân tích thì bạn này chính là bạn này nè, chính là 3 nhân cho 3 cộng 1. Được không? Bạn này chính là là 3 nhân cho 3 cộng 1. Đó. Cộng cho. Còn bạn này. Thì phân tích bạn này này. 3 mũ 3 chính là bằng 3 mũ 3 nhân cho 1. 3 mũ 4 chính là bằng 3 mũ 3 nhân 3. Được chưa? Nhân là cộng số mũ lại mà. 3 mũ 1. 3 cộng 1 là 4. Đó. Như vậy thì mình thấy có dạng là a nhân b cộng a nhân c, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết được thành a nhân cho b cộng cộng c. Ok không? a nhân b cộng c. Đây. Chúng ta sẽ được 3 mũ 3 nhân cho 1 cộng cho cho 3. Các em nắm được không? Tiếp tục cộng chấm 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 cộng. Rồi. Chỗ này bây giờ mình phân tích hai bạn này nha. 3 mũ 101 chính là bằng 3 mũ 101 nhân cho 1. Rồi 3 mũ 102 chính là 3 mũ 101 nhân cho 3. Được không? Đây là 3 mũ 1 nhân vô lấy hai này cộng lại toàn 3 mũ 1 Thì phân tích này để chi? Để cho các em thấy nè. Ở đây là 3 mũ 101, 3 mũ 101. Đó, A nhân B cộng A nhân C thì sẽ bằng A nhân cho b cộng cộng c. Được chưa? Đó, sẽ bằng 3 mũ 101 nhân cho 1 cộng cộng 3. Ok chưa? Đây. Đó và lúc này chúng ta có này, 3 cộng 1 này, 3 cộng 1 nè chấm chấm tính bấm, mình cũng còn có 3 cộng 1 nhiều nữa. 3 cộng 1 này. Ok, giống nhau đúng không? Như vậy thì a nhân b cộng a nhân c cộng a nhân d cộng a nhân e cộng tính nhóm cộng a nhân cho số này thì chúng ta sẽ viết được là mình sẽ lấy được a ra ngoài đúng không mình lấy được a ra ngoài lấy a ra ngoài thì trong mặt chúng ta còn còn ba cộng sorry là bấm vô nhân bắt đầu lú rồi đó đuối rồi đó 3 cộng 1 chúng ta lấy ra ngoài thì trong ngoặc chúng ta còn 3 cộng cho 3 mũ mũ 3 cộng cho chấm 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 cộng cho 3 mũ 101 đó và bạn này mình lấy ra ngoài nè Ủa wow. ở đây là 1 cộng 3 chứ sao lại ghi 3 cộng 1 thì 3 cộng 1 nó cũng giống như 1 cộng 3 nhưng mà mình ghi 1 cộng 3 thì nó sẽ đẹp hơn nha các em cho nó đồng loạt luôn nha bắt đầu mệt rồi cho nên nó bắt đầu nó dễ sai đó các em. 1 cộng 3 này, 1 cộng 3 này, 1 cộng 3 này chúng ta lấy ra ngoài là 1 cộng cộng 3. Ok không? Hay nói cách khác là chúng ta được 3 cộng 3 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 3 mũ 101 rồi nhân cho bạn này là là 4. Đúng không? 1 cộng 3 này, 1 cộng 3 này, 1 cộng 3 chúng ta lấy ra ngoài chính là số 4. Đó. Nó chứa số 4 nên rõ ràng nó sẽ chia hết cho 4, đúng không? Số 4 thì hiển nhiên là chia hết cho 4. Cho nên cái tích này sẽ chia hết cho 4. Xong. Điều phải chứng minh. Ok con dê. Rồi chúng ta xong qua ha. Đó. Thì câu B cũng tương tự như vậy các em Câu B cũng tương tự như vậy Nhưng mà nó nâng cao hơn một xíu nha nâng cao hơn một xíu Đây, câu B này mình thấy nè Mình phân tích nè 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 Nó chính là 3 là 3 nhân 1 Cộng cho 3 mũ 2 3 mũ 2 á, là bằng 3 nhân 3 Cộng cho 3 mũ 3 3 mũ 3 là bằng 3 nhân cho 3 mũ 2 Được không? Thầy phân tích như vậy để chi? Để cho các em thấy nè. 3 này 3 này 3 này Đó, các em thấy không? 3. Thì chúng ta lấy 3 ra ngoài đúng không? Trong ngoặt chúng ta còn 1 cộng 3 cộng cho 3 mũ 2. Đó, và các em chú ý nè. Bây giờ mình sẽ thực hiện trong ngoặt này. 3 mũ 2 là bằng 3 x 3 bằng 9. 9 cộng 3 là 12. 12 cộng 1 là 13. Chúng ta được 3 nhân cho cho 13. Đó, nó xuất hiện cái số 13 này Mình thấy không? Số 13 thì hiển nhiên là chia hết cho 13 Đó, được chưa? Ý tưởng từ đây ha Cho nên là chúng ta sẽ nhóm ba bạn lại Đó, cứ nhóm mỗi ba bạn, mỗi ba bạn, mỗi ba bạn lại Được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ trình bày cuối cùng của chúng ta Đây Ta có A của chúng ta là bằng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3. Chấm 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 có nghĩa là cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5 cộng 3 mũ 6. Đó mà đều người ta không thể nào ghi hết ra được đúng không? Chấm chấm chấm. Còn số trước số này, số hạng trước số này sẽ là 3 mũ 100 đúng không? Là 3 mũ 100 cộng cho 3 mũ 101 cộng cho 3 mũ 1 là 2 Ok chưa Hết Bằng Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhóm Mỗi cặp 3 số hạng 3 Cộng 3 mũ 2 Cộng 3 mũ 3 Nhóm bạn này lại 3 mũ 4 Cộng 3 mũ 5 Cộng 3 mũ 6 Cộng chấm 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 Cộng Nhóm 3 bạn này lại 3 mũ 100 cộng 3 mũ 101 cộng 3 mũ 102 đó và như chúng ta vừa phân tích đây ha à, ba bạn này cộng lại sẽ bằng 3 cộng cho 1 cộng 3 cộng 3 muốn 2 được không đây chúng ta sẽ được là 3 này mình lấy được số 3 ra ngoài này còn 1 cộng cho cho 3 cộng cho 3 mũ 2 bạn này cũng vậy các em. Đây. 3 mũ 4 chính là 3 mũ 4 nhân cho 1. 3 mũ 5 chính là 3 mũ 4 nhân cho 3. 3 mũ 6 là bằng 3 mũ 4 nhân cho 3 mũ 2. Đồng ý chưa? Thì đây mình thấy nè. 3 mũ 4 nè. 3 mũ 4 nè. 3 mũ 4 nè. Chúng ta lấy 3 mũ 4 ra ngoài. Trong ngoặc mình còn 1 cộng cho 3 cộng cho 3 mũ 2. Ok chưa? Đó, đây. Mình lấy được 3 mũ 4 ra ngoài. Trong mặt chúng ta còn 1 cộng cho 3 cộng cho 3 mũ 2. Ok chưa? Rồi tiếp tục cộng cho chấm 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 cộng cho tương tự như vậy bạn này. À thầy cũng phân tích luôn cho nó khỏi lặt bài. 3 mũ 100 chính là bằng 3 mũ 100 nhân cho 1. 3 mũ 101 chính là 3 mũ 100 nhân cho 3 được chưa? Nhân là mình lấy số mũ mình cộng lại, đây là 3 mũ 1, cộng lại là 3 mũ 101 đúng không? Đây là 3 mũ 1 nè. 3 mũ 1 nhân cho 3 mũ 100 là 3 mũ 100 cộng 1 là 3 mũ 101. Tương tự như vậy 3 mũ 102 chính là bằng 3 mũ 100 nhân cho 3 mũ 3 mũ 2. Đó lúc này xuất hiện Lúc này xuất hiện 3 mũ 100 nè. Đó, 3 mũ 100 nè, 3 mũ 100 nè, phải không? a nhân b cộng a nhân c cộng a nhân d thì sẽ bằng a là 3 mũ 100 nhân cho b là 1 cộng c là 3 cộng d là 3 mũ 2 ok chưa đó cho nên đây chính là 3 mũ 100 nhân cho 1 cộng 3 cộng cho 3 mũ 2 được chưa rồi tiếp theo Thì ở đây là 3 mũ 2 thì bằng Bằng 9 9 cộng 3 là 12 12 cộng 1 là 13 Trong ngoặc này chính là số Số 13 Đây là 3 mũ 4 nhân cho Tương tự như vậy Trong ngoặc này cũng chính là Số 13 Trong ngoặc này chính là số 13 đấy là 3 mũ 100 nhân cho nhân cho 13. Đó, à, lúc này chúng ta thấy nè, 13 này, 13 này, 13 này. Chúng ta lấy 13 ra ngoài đúng không? Trong mặt chúng ta được 3 cộng cho 3 mũ 4 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 100 và nhân cho nhân cho 13. Đó. Số 13 thì hiển nhiên chia hết cho 13. Đúng không? Số 13 thì hiển nhiên chia hết cho 13. Đó do đó cái tích này chia hết cho 13. Được chưa? Cái tích này chia hết cho 13. Vậy cái tích này chính là là a. Vậy a chia hết cho cho 13. Điều phải chứng minh. Ok chưa? Chúng ta xong câu B ha. Và câu A thầy sửa lại xíu nha. Câu A làm như thế này cũng đúng chứ không có sai Nhưng mà thầy muốn làm lại cho nó đẹp Nó đẹp chỗ này nè Tạm thời cái này mình bỏ đi ha Thầy muốn làm lại cho nó đẹp thôi Đây thầy phân tích ra một bước nữa nè 1 cộng 3 là bằng 4 nè Đó Rồi đây là 3 mũ 3 Nhân cho 1 cộng 3 là bằng 4 nè Đó chấm 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 Còn đây 3 mũ 1 lễ 1 1 cộng 3 lần 4 này Đó Được không Lúc này 4 4 4 Đó chúng ta lấy 4 ra ngoài đúng không Thì trong ngoặc chúng ta còn 3 cộng cho 3 mũ 3 cộng cho chấm 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 Cộng cho 3 mũ 1 0 1 Đó Số 4 số 4 số 4 giống nhau này Chúng ta lấy 4 ra ngoài Được chưa đó, còn ở đây mình lấy 1 cộng 3 ra ngoài nó cũng được thôi nhưng mà nó sẽ không có perfect bằng cái này thì cái này có số 4 cho nên là 4 thì hiển nhiên chia hết cho 4 dẫn đến cái tích này cũng chia hết cho 4 cái tích này chính là là A của chúng ta được chưa vậy A chia hết cho cho 4 được không rồi, cái này mình bỏ đi ha. Thì các bạn làm như thế này cũng được, không có sai ha, không có sai. Thầy chỉ thêm một bước là cái này thầy cộng lại bằng 4, này cộng lại bằng 4, này cộng lại bằng 4 cho nó rõ thôi. Nha. Rồi. Chúng ta xong các bài tập nâng cao. Rồi nếu mà các em thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy an một like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh thầy an và cuối cùng thầy an chúc các em học tập tốt rồi bye bye